Rồi, thưa mọi người, đây là S10 Plus, đây là S20 Plus. Máy nào tốt hơn? Ta bắt đầu trong video ngày hôm nay so sánh cái sự nâng cấp nhá. Cái đầu tiên đó là chúng ta phải thấy rằng là sự thiết kế. Các bạn nhìn kỹ cho mình, các bạn thấy máy nào hơn? Nói câu này thì nhiều người có thể không thích, nhưng mình lại thích S10 Plus hơn các bạn ạ. Thôi tại sao mình cảm giác S10 Plus có một sự cân đối nhất định về viền màn hình và trong thiết kế. Nếu chúng ta nhìn kỹ thì trong S20 Plus thì nó sẽ có cảm giác là viền nó bo cong rất nhiều. Viền màn hình bên trên của S20 Plus hay là viền cạnh bên S10 Plus cho chúng ta cái cảm giác mỏng hơn so với S10 Plus. Thật ra nó có mỏng hơn một tí thôi, nhưng cái kiểu con số nó chênh ít quá ấy, thì mình sẽ không thể mà nói ra ở đây mà đưa ra cho mọi người được. Nhưng các bạn hoàn toàn có thể cảm quan được ở đây. Đó. Thấy không? Rồi, tuy nhiên thì cái cụm camera của S10 Plus đã thay đổi hoàn toàn với camera selfie của nó. Trước đây là hai camera, thì hôm nay ta sẽ có một camera đục lỗ trong màn hình. Những gì mà Samsung đã làm trên Note 10 thành công, họ đưa trên chiếc S20 series của mình, tất cả sẽ giống nhau như thế này. Chính vì thế mình có cảm giác gì đấy, còn mà S10 Plus của mình thì nó hầm hố hơn so với con Galaxy S20 Plus. Đấy, các bạn nhìn đi, thấy không? Mình vẫn thích S10 Plus hơn nhá, thật lòng luôn đấy. Và ở phía sau ấy thì mình lại thích S20 Plus hơn. Và tại sao? Thứ nhất, cụm camera của Samsung ở đây thì được, chẳng có gì phải chê. Nhưng cụm camera của S20 Plus thì khá là ấn tượng. Tổng thể trong bộ 3 năm nay mà Samsung ra mắt ấy, mình thích nhất là camera của S20 bởi vì nhỏ gọn, nó không bị thô quá. Còn của S20 Plus rồi S20 Ultra quá thô. Nhưng của Samsung thì nếu mà đặt như con S10 Plus thì trông nó kiểu không được pro cho lắm. Còn con này sao? Pro hơn rất là nhiều, xịn không? Rất nhiều ống kính camera, 1, 2, 3, 4 cái. Bên này chỉ có 3 camera mà thôi. Nhưng mà mình không còn tìm thấy là cái cảm biến đo nhịp tim ở trên con S20 Plus nữa. Và khi S10 Plus vẫn có, mặt lưng chúng ta sẽ có kính lực Gorilla Glass thứ 6, IP68 là kháng nước. Nói về giá bán một chút thì mình sẽ để link phần bên dưới mô tả để các bạn thể đặt mua. Chiếc S20 Plus này thì tại Cellphone S cũng đang cho đặt hàng nhiều quà lắm. Và nếu không lấy quà còn trừ vài triệu đồng cơ, tính giá còn tốt hơn rất là nhiều. Tất nhiên mình sẽ để phần mô tả mọi người tham khảo kỹ hơn. Về màn hình thì chiếc S20 Ultra thì là to nhất, nhưng S20 Plus vẫn sẽ to hơn một chút so với chiếc Galaxy S10 Plus. Và đặc biệt là S20 Plus chúng ta sẽ có gì? Tần số quét là 120Hz và chúng ta sẽ có tần số quét là 60Hz ở độ phân giải 2K, 120Hz là Full HD Plus. Đấy, để cho anh em biết mà cân nhắc nhá. Rồi, cái nữa là gì? Nó sử dụng là 8GB DDR5 so với RAM thế hệ cũ trên S10 Plus, Exynos 990 hoặc là Snapdragon 865. Đấy, tuy mọi người có thể lựa chọn là các bạn muốn cái nào đây, đúng không? Rõ ràng là càng mới thì người ta sẽ lựa chọn là những con mới hơn. Và tuy nhiên thì túi tiền thì sao? S10 Plus là rẻ hơn mà, nên các bạn phải cân đối ở chỗ này. Về cụm camera chúng ta thì mình sẽ có một bài so sánh cụ thể sau khi mình có máy ở Việt Nam để chúng ta sử dụng thương mại. Còn đây mới chỉ là bản demo. Nhưng các chế độ camera thì khi chúng ta zoom thì S10 Plus sẽ chỉ zoom 2x. Còn con S20 Ultra zoom 4x, 10x, 20x lên tới 30x. Đây là phần mềm kỹ thuật số, chứ không phải là tele lên tận 30x nha các bạn. Chỉ con Ultra là sẽ có tele và kết hợp với lại phần mềm, nó gọi là lossless, thì nó sẽ có lực tận là 10x cơ. Đây. Và con camera của chúng ta thì trên phiên bản S20 thì sẽ có thêm một chế độ gọi là single take. Chế độ này là gì nói rồi, là khi bạn bấm quay chụp thì nó sẽ đồng thời thực hiện luôn cái camera. Đấy. Vừa quay vừa chụp bằng nhiều ống kính, bằng nhiều chế độ filter như là đen trắng, loop rồi zoom, chung là chóng hết cả mặt. Tóm lại là các bạn sẽ có một cái chất lượng như này, vừa quay vừa chụp ra một đống. Anh em thao hồ lựa chọn. Đấy, thấy không? Đó là cái tính năng mới này và cũng sẽ được cập nhật trên S10 Plus, mình tin chắc là như vậy. Ngoài ra S20 Plus sẽ có pin là 4500 kèm với sạc nhanh là 25W. Như vậy nó cao hơn so với con số 4001 và sạc nhanh 15W trên S10 Plus. Tất nhiên vẫn đầy đủ như là sạc không dây rồi sạc được không dây. Các bạn nghĩ sao? S10 Plus hay S20 Plus tốt hơn? Cho mình biết. Đừng quên truy cập vào phần mô tả tại sao net để đặt mua chiếc điện thoại này để có cơ hội nhận được phần quà rất lớn, hoặc nếu mà không thích quà thì quy ra tiền mặt các bạn sẽ được hợp lý hơn rất là nhiều. Hẹn anh em trong các video lần sau.